Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 204 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi cũng như là ủng hộ Annie để tiếp tục theo dõi những video mới nhất từ kênh nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 204 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Trên bầu trời, Tử Yêu mặc một bộ áo bào màu bạc, phất phới bay trong gió, một đầu tóc trắng tùy ý xõa ra, dài đến đầu gối. Rõ ràng không có nghe thấy bước chân của lão, vậy nhưng chỉ trong nháy mắt liền từ nơi xa đi tới gần nơi đó. Một đôi mắt yêu màu tím, yêu dị, không ngừng chuyển động, khiến cho hồn phách của người ta trong nháy mắt đã bị đoạt đi 7 phần. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, âm thầm ngạc nhiên, thực lực của Tử Yêu này tự hồ lại tăng lên rồi. Điều này tuyệt đối không phải là tin tức tốt, địch thủ càng cường đại, áp lực của bọn họ sẽ càng ngày càng lớn. Một khi lão ta thực sự sẽ xuống tay với Long gia trừ các chủ, sợ rằng là không có người thứ hai có thể ngăn cản được lão ta. Tử Yêu dừng ở trước mặt của các chủ, hai người đều là ở trên không trung đứng thẳng, tiến hành nói chuyện với nhau. Long các chủ, người quả nhiên là đáp ứng lời mời. Những kẻ tham gia vào việc này truy tung nằm đó, có thể vọt vào được trong mắt của ta chỉ có hai người, là ngươi và Vân Huyên. Về phần những kẻ khác thì... Ánh mắt của hắn liếc về hướng Sơn Âm, cười lạnh. Cũng chỉ là bọn chuột nhắt nhát gan thôi. Nơi nào đó ở Sơn Âm, huyến khí lai động, cao thủ ẩn thân ở nơi nào đó bị chọc giận. Nhưng là bọn họ vẫn là không hiện thân. Đúng là để cho Tử Yêu nói chúng, bọn họ chính là bọn chuột nhát nhát gan. Giọng nói của các chủ liền vang lên cũng là nhìn lướt qua cái hướng đó, nhàn nhạt cười nói. Bác thần, ta biết người nuốt không trôi oán hận ở trong lòng, nhưng gây ra tai họa cho người vô tội, đúng là không hề thỏa đáng. Hy vọng hôm nay đánh một trận, có thể làm cho người tiêu tan oán hận trong lòng. Tiêu tan oán hận trong lòng của bổn tọa, nói thì dễ. Ngày đó người giết chết bổn tọa, đem bổn tọa phong ấn, một người cũng đừng có nghĩ tránh được. Quanh thân của Tử Yêu sát khí tăng vọt, đôi con người màu tím của lão ta phát ra từng đợt ánh sáng yêu dị. Lão ta vùng tay, hướng về phía các chủ. Hiện tại, sẽ bắt đầu từ ngươi. Ở bên trong thân thể của Tử Yêu bộc phát ra một lực lượng hết sức to lớn, một pho tượng huyễn thú màu tím mềm rũ, bay lên. Bầu trời cuồng loạn, cả một hội trường bị bao phủ bởi khí thế dũng mãnh, phần lớn mọi người bị áp chế, không đứng dậy được. Cho dù là các cao thủ cấp bậc như Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng là bị lực lượng này ép tới nỗi thực sự là khó thở. Họ biết Tử Yêu đây là hôm nay, ôm quyết tâm nhất định là phải chiến đấu với các chủ. Các chủ có thể dễ dàng ngăn cản được sao? Trên bầu trời, thân ảnh của các chủ từ từ bay xa, cả người là không ở trên không trung, giống như là trở nên mơ hồ. Hơi thở của ngài ấy rất nhẹ nhàng và nhàn nhạt, cùng với Tử Yêu mạnh mẽ vừa vặn ngược lại. Nhưng nếu như đem lực lượng của Tử Yêu so sánh với một cái chùy thì mỗi một cái giống như là sấm sét, còn các chủ chính là một cây bông mềm nhũn bay bổng nhẹ nhàng, cho dù là chùy đánh vào người của ngài ấy cũng là rất khó khăn và kích động dội lên làn sóng. Hiện trường chỉ là một thoáng đã sôi trào, cuộc trận chiến chân chính đã bắt đầu. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn ở trên không trung, ánh mắt từ từ trầm ngưng. Một lúc lâu hắn nói, Khê Nhi, chúng ta đi thôi. Đi đâu bây giờ? Vân Khê không giải thích được. Long Thiên Tuyệt kéo tay của nàng, rời đi khỏi đám người. Ở một góc quảng trường mà đám người không nhìn thấy, hai vợ chồng họ đồng loạt thi triển ra ẩn thân thuật, hoàn toàn biến mất ở trong mắt của mọi người. Giờ phút này, tâm tư của Tử Yêu đều đặt ở trên người của các chủ, đúng là cơ hội tốt nhất để có thể tìm được Tiểu Phượng Hoàng và Vân Huyền. Chỉ có thể tìm vào giờ phút này mà thôi. Bên trong phủ đệ của gia tộc Bắc Thần, thủ đệ là bị điều động đi hơn một nửa, còn có một nửa là ở lại để canh gác. Hai vợ chồng Vân Khê ẩn thân tiến vào trong phủ đệ, cơ hội là không có một chút trở ngại nào hết. Thời gian của bọn họ là không nhiều, trước khi tỷ võ kết thúc là phải tìm được Tiểu Phượng Hoàng. Không xong rồi, có người xông vào trong gian phòng của chủ nhân. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn Long Thiên Tuyệt đang nắm cổ họng gào thét, không khỏi nở nụ cười. Chỉ một thoáng, khắp nơi, những cao thủ đều được điều động, hướng về phía cùng một hướng chạy đi. Đi thôi, chính là chỗ đó. Long Thiên Tuyệt lôi khéo Vân Khê hướng về phía mọi người chạy tới. Nếu như hai người bọn họ đi từng gian để kiếm gian phòng của Tử Yêu đã quá tốn thời gian, dùng biện pháp này mặc dù mạo hiểm, dễ dàng đả thảo kinh xà, nhưng mà cũng là con đường hữu hiệu nhất và nhanh chóng nhất. Đang ở trong phòng tu luyện của Hắc Liên Tử Phong nghe được động tĩnh, mở mắt ra, hắn vọt ra khỏi gian phòng. Hắn hôm nay là không có đi tham gia yến hội của gia tộc. Thứ nhất, hắn biết hôm nay lão tổ tông sẽ cùng với các chủ của Long gia tiến hành một cuộc đại chiến, bất kể là thắng hay thua, hắn đều chẳng làm được gì. Thứ hai, hắn lại càng sợ mình đến lúc đó sẽ cùng với hai vợ chồng Vân Khê trực tiếp đối địch, hắn là phải lựa chọn như thế nào, đây là một vấn đề rất khó. Lúc này, là ai lớn mật như vậy, dám tự ý xông vào gian phòng của Lão Tổ Tông? Còn nữa, Lão Tổ Tông đã nói đến nơi diễn ra sự kiện, người này tìm đến Lão Tổ Tông là vì điều gì? Hắn vừa nhăn mày vừa suy tư, vừa đi theo các cao thủ chạy về phía gian phòng của Lão Tổ Tông. Phong thiếu gia,
không phát hiện ra người nào cả. Chúng ta ở đây là cũng không có, tạm thời là không phát hiện ra ai. Hắc Liên Tử Phong ngưng thần, suy tư trong chốc lát, lại phất tay. Các người đi nơi khác tìm kiếm một chút. Đối phương rất có thể là sử dụng kế dương đồng kích tây, chớ để cho chúng ta thừa dịp là có sơ sót. Vâng, Phong thiếu gia, chúng ta sẽ đi nơi khác tuần tra. Phần lớn các cao thủ đều rút ra khỏi gian phòng. Hắc Liên Tử Phong một mình ở trong phòng, cất bước đi vào. Hắn xoay người lại đóng cửa lại. Sau khi xác định ra ngoài cửa không còn những người khác, hắn lên tiếng. Mau ra đi, ta biết là các người. Bên trong gian phòng không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn lại nói. Cõi đời này có thể vô thanh vô tức xông vào trong phủ đệ của gia tộc Bắc Thần, còn có thể trước mặt của ta thi triển ra ẩn thân thuật, chỉ có thể là các người thôi. Lời của hắn vừa ngừng, ở trước mặt của hắn quả nhiên là xuất hiện hai người, chính là vợ chồng Vân Khê. Hắc Liên Tử Phong lại hơi hơi nhảy lên, không ngờ đến vợ chồng bọn họ lại làm cách gần hắn như vậy, nhưng mà hắn lại không hề phát hiện ra. Hắn không khỏi âm thầm đánh giá hai người, xem ra hai người bọn họ thực lực lại tăng lên không ít. Lá gan của các người là cũng quá lớn rồi. Mặc dù lão tổ tông là không có ở trong phủ, nhưng là ở trong phủ đệ không thiếu cao thủ cấp huyền hoàng. Hành tung của các người một khi bị bại lộ, ngay cả ta cũng chưa hẳn là có thể cứu được đâu. Hắc Liên đại ca, thực sự rất may là có huynh ở đây, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta lần này tới là tìm tới Tiểu Phượng Phượng và hồn phách của Vân Huyền ở trong ký túc trên người của nó. Chúng ta là phải mang nó rời đi. Nếu không, một khi Tử Yêu thu thập được lực lượng trên người của bà ta, như vậy thì Long Gia thậm chí là cả Đại Lục Long Tường này đều phải tràn ngập nguy cơ. Vân Khê thẳng thắn nói, từ trong nội tâm, nàng đối với Vân Huyền đã mất đi rất nhiều hảo cảm. Nếu như không phải là bà ta đang ký túc ở trên người của Tiểu Phượng Hoàng, nếu như không phải là lực lượng của bà ta có thể làm cho lực lượng của Tử Yêu một lần nữa thăng cấp. Nói thật, đúng là nàng không nghĩ đến cứu bà ta làm gì. Người từng tổn thương con gái của nàng, bất kể là người nào, cũng là không tha thứ được. Các người là cũng muốn tìm Tiểu Phượng Hoàng sao? Cái này, sợ là có một chút khó khăn đó. Hắc Liên Tử Phong trần trừ nói. Vậy, chắc là người cũng không biết Tiểu Phượng Hoàng là ở nơi nào. Tử Yêu thoạt nhìn là cũng không có tín nhiệm người và trọng dụng ngươi như vậy sao? Lòng Thiên Tuyệt ánh mắt sắc bén. Hắc Liên Tử Phong chân mày nhăn thành một đám. Lão Tổ Tông luôn mang nó theo bên mình, không thể nào để cho những người khác bất luận là kẻ nào tới gần. Vậy cho nên, thực sự là ta không biết nó ở đâu hết. Tử Yêu hôm nay là cùng với các chủ giao chiến, không thể nào đem Tiểu Phượng Hoàng bên người được. Lão ta nhất định là sẽ đem nó giấu ở một nơi nào đó trong phủ đệ. Vân Khê lại suy đoán. Vậy thì cũng thực sự chưa chắc đâu. Đừng quên, Lão Tổ Tông năm đó bị phong ấn, Vân Huyền chính là một trong những người cầm đầu. Hôm nay, ngài ấy cùng với các chủ đại chiến, mục đích cũng là vì báo thù năm đó bị phong ấn. Một việc trọng đại như vậy, ngài ấy làm sao mà có thể bỏ qua được cho Vân Huyền? Hắc Liên Tử Phong phân tích nói. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hắn là nói cũng có đạo lý. Nhưng nếu như Vân Huyền thực sự bị mang đến quảng trường tỷ võ, như vậy thì bọn họ muốn mang nó đi, liền khó khăn hơn rất nhiều. Đang lúc hai vợ chồng do dự, có nên trở về quảng trường hay không, thì một giọng nói của Tiểu Nguyệt Nha từ trong ngoại long cư truyền ra. Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Phương Phương nhất định là ở đây, con có thể cảm ứng được. Vân Khê mừng rỡ, đem Tiểu Nguyệt Nha ôm đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha, con hãy mau mau cẩn thận cảm ứng. Tiểu Phượng Phượng là rốt cuộc là ở đâu? Tiểu Nguyệt Nha khuôn mặt nhỏ bé nhíu lại, lại cố gắng gọi. Tiểu Phượng Phượng, ngươi hãy mau ra đây, mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Giọng nói mềm nhũn lại ngọt ngào, khiến cho người nghe là cảm thấy ngọn lịm đến trái tim. Một lúc lâu, ở một nơi nào đó trong gian phòng, phát ra động tĩnh khác thường. Tiếng vang này rất nhỏ bé, nhưng là dựa vào thính giác nhạy cảm của ba người Vân Khê, bọn họ đều cảm thấy được. Ở dưới giường. Hắc Liên Tử Phong thấp giọng hô, ba người đồng loạt hướng bên giường chạy đi. Vén lên đệm giường, từ dưới ván giường truyền đến những thanh âm gõ nhỏ. Long Thiên Tuyệt đánh ra một trường, đục một lỗ trên ván giường. Bên trong lỗ ra một hốc tối, hốc tối bên trong là có bố trí kết giới. Màu tím nhàn nhạt vòng quanh bên trong kết giới, vật bị nhốt ở bên trong chiếc lồng vàng rõ ràng chính là Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Phượng, người quả nhiên là ở đây. Vân Khê vui vẻ nói. Tiểu Nguyệt Nha ở trong ngực của nàng mặt mày lại càng hớn hở, trong miệng không kiềm chế được hô lên tên của Tiểu Phượng Phượng, đưa tay nhỏ ra muốn ôm nó. Không nghĩ tới người có thể tới cứu ta. Ta nghĩ đến người bởi vì chuyện nữ nhi của người mà rất thống hận ta chứ. Giọng nói của Vân Huyền trầm thấp từ cái miệng nhỏ của Tiểu Phượng Hoàng phun ra. Tiểu Nguyệt Nha vốn là rất mừng rỡ khuôn mặt nhỏ bé, nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, bên trong đôi mắt nước mắt lại trực trào ra. Vân Huyền nhìn thấy như vậy cũng là không kiềm chế được thở dài. Tiểu Nguyệt Nha, Lão Tổ Tông sẽ đem Tiểu Phượng Phượng truyền đến nguyên vẹn trả cho người. Người hãy chờ Lão Tổ Tông một thời gian ngắn nữa. Chờ Lão Tổ Tông hoàn thành tâm nguyện, nhất định là sẽ đem Tiểu Phượng Phượng trả lại cho người. Tiểu Nguyệt Nha nháy mắt là cũng không nói gì, miệng vểnh lên, xoay người, chui vào trong ngực của mẫu thần.
Các người hãy mau nghĩ biện pháp phá giải kết giới đi, nhất định là phải nhanh lên một chút. Một khi bác thần phá giải, ra kết giới bị phá đi, chúng ta là muốn rời đi sẽ khó khăn lắm. Vân Huyền nói. Để ta. Hắc Liên Tử Phong tiến tới, từ trong lòng ngực lấy ra nhiếp hồn đèn. Hai tay của hắn đặt ở hai đầu của nhiếp hồn đèn, bắt đầu vận chuyển huyền khí. Ánh sáng màu tím tinh khiết từ bên trong thân thể của hắn phát ra, ánh sáng màu tím tuyệt vời nhất ở trong thiên hạ. Trong nháy mắt, tập hợp xung quanh của hắn, đứng cách hắn không xa hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, đồng thời thối lui ra một bước, kinh ngạc nhìn hắn, rất ngạc nhiên. Lực lượng của hắn tại sao đột nhiên lại trở nên cường đại như vậy? Từ sau lưng của hắn, hai người mơ hồ thấy được có vô số bóng ma vườn quanh, chuyển động quỷ dị, tà môn cực kỳ. Kết giới đã bị phá giải. Có nhiếp hồn đèn tương trợ, Hắc Liên Tử Phong không có tiêu hao khí lực quá lớn, đã phá giải ra kết giới. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một chiếc lồng màu vàng. Ngoài cửa, có người nghe được từ bên trong gian phòng truyền đến tiếng động, rồi rít hướng gian phòng chạy tới. Chúng ta sẽ đi trước, chiếc lồng này, chờ sau khi rời khỏi đây vẫn còn phải nghĩ biện pháp để mở. Long Thiên Tuyệt đem Tiểu Phượng Hoàng đang bị nhốt trong chiếc lồng đó, ném vào trong ngọa long cơ, sau đó kéo tay của Vân Khê rời đi. Vân Khê ngừng lại cước bộ. Chờ một chút, Hai Lê đại ca, Huynh bây giờ đang tu luyện công phu gì, thoạt nhìn là quá mức tà môn, Huynh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hắc Liên Tử Phong ánh mắt là hơi hơi dao động, nổi lên một tia sáng màu tím, hắn gật đầu nói. Được, ta biết, các người mau chóng rời đi. Được, một mình Huynh, hãy cẩn thận. Vân Khê bất an quay lại, dặn dò hắn một câu, lúc này mới theo Long Thiên Tuyệt rời đi. Bên ngoài cửa phòng, rất nhanh đã có người vọt vào. Phòng thiếu gia, vậy chỗ này vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có cao thủ vòng qua Hắc Liên Tử Phong, thấy được trên giường bị đục một lỗ lớn, sắc mặt khẽ biến. Phòng thiếu gia, ngài... Hắc Liên Tử Phong sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lẽo nói. Người còn nhìn cái gì? Có người đánh cắp đồ của lão tổ tông, đã từ bên trong gian phòng này chạy đi rồi. Các người còn không mau đuổi theo sao? Chạy đi rồi. Những cao thủ nghi ngờ, bọn họ mới vừa rồi nghe thấy tiếng động ở trong phòng, liền lập tức chạy tới, hoàn toàn ngay từ đầu, cũng chưa có thấy người nào từ trong phòng đi ra ngoài. Tại sao? Lại còn nghi lời nói của ta? Ống tay áo của Hắc Liên Tử Phong vung lên, trên tay chẳng biết từ lúc nào là có thêm một khối lệnh bài. Hắn lạnh lùng nói. Các người đã thấy đây là cái gì rồi? Lệnh bài gia chủ. Các cao thủ thấy lệnh bài đều quỳ rạp xuống đất. Thấy lệnh bài của gia chủ như thấy gia chủ. Lão tổ tông không có ở đây, người giao lệnh bài cho ta. Nói cách khác, ta bây giờ hiện tại sẽ cai quản cả phụ đề này. Vậy thì mọi người đều phải nghe theo lệnh của ta. Các người ai dám không phục? Vâng, vậy thì chúng ta sẽ lập tức đuổi theo. Các cao thủ nào có dám chất vấn, lập tức rối rít giải tán, đuổi theo kẻ trộm mà bọn họ ngay cả lông cũng là không nhìn thấy. Hết chương. Kết quả của cuộc đại chiến, cùng chủ nhục nhã vạn phần. Từ phủ đệ của bác thần đi ra ngoài, Vân Khê tâm sự nặng nề. Thiên Tuyệt, chẳng biết Hắc Liên đại ca tu luyện võ công gì hay không? Vì sao ta nhìn lại thấy nó giống với tà môn? Ta thực sự là cũng không rõ. Nhưng khi nghe nói, võ công của gia tộc bác thần từ trước đến giờ đều rất lợi hại. Người tu luyện có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để tăng lên thực lực. Nhưng chiêu thức thường thường là rất tàn nhẫn, tổn hại đến âm đức. Võ công mà Hắc Liên Tử Phong tu luyện chắc chắn là một trong số đó. Nhưng võ công luôn chịu sự khống chế của con người. Chỉ cần hắn không đi theo Tử Yêu và trụ vi nhược, vậy thì tin tưởng là không có điều gì đáng ngại. Long Thiên Tuyệt nói. Chỉ hy vọng như vậy thôi. Vân Khê chân mày nhíu chặt, từ đầu đến cuối là không hề yên tâm. Từ phía xa truyền đến một thanh âm rất đặc biệt, hấp dẫn lực chú ý của cả hai vợ chồng. Là tín hiệu của Thủy Quy tiền bối. Chẳng lẽ cung chủ là muốn thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn sao? Vân Khê ánh mắt sáng rực, lộ ra sát khí nồng đậm. Lúc này, Tử Yêu đang cùng với các chủ tuyên chiến, dựa vào thực lực của hai người, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phân ra thắng bại. Cung chủ muốn nhân cơ hội này mà chạy trốn, mà nàng ta là cũng muốn thì thừa dịp này loại bỏ cung chủ, đã để lại cho bà ta liên tục đào thoát vài lần, và lần này thì tuyệt đối không thể nào để cho bà ta đào thoát được. Thiên Tuyệt, đi thôi, đi thành lý môn hộ. Nói xong, hai vợ chồng thi triển ra Na Di thuật, ở trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thấy thực lực của bọn họ bây giờ, thi triển ra Na Di thuật đã không chỉ là di chuyển cự ly ngắn, cả gia tộc Bắc Thần, bọn họ có thể ở trong nháy mắt di chuyển đến các nơi khác nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ là phải thông thuộc địa hình của gia tộc Bắc Thần. Hiện trường tỷ võ, vợ chồng Vân Khê vừa rời đi khỏi chỗ ngồi, cung chủ lập tức đã nhận ra. Sự thù địch của Vân Khê đối với bà ta hiểu rất rõ từ lúc bắt đầu đi vào trong cửa thành, lòng của bà ta vẫn luôn căng thẳng. Vân Khê rốt cuộc là lúc nào sẽ ra tay với bà ta không cách nào đoán trước được. Tuyệt đối không thể nào bỏ mạng ở chỗ này được.
Vậy cho nên, vợ chồng Vân Khê vừa rời khỏi chỗ ngồi, cùng chủ là bắt đầu hành động. Vì không muốn gây chú ý cho quá nhiều người, bà ta nói với cao thủ bên cạnh một tiếng, phải đi tiểu tiện một lúc, tạm thời rời đi khỏi hiện trường. À, tông chủ, tại sao lại rời đi vội vã như vậy? Thực sự chỉ là đi tiểu tiện sao? Bà ta sẽ không phải là muốn... Mấy vị cao thủ nội tông là cũng không đần, nhìn phương hướng cùng chủ rời đi, rõ ràng là hướng đi xuống núi, không nhịn được, nổi lên lòng nghi ngờ. Đi thôi, chúng ta theo sau nhìn một cái. Hai gã nội tông cao thủ đi theo, còn lại mấy người tiếp tục ở lại hiện trường, quan sát tỉ võ. Cùng chủ là một đường chạy trốn, càng lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, cảm giác của bà ta đang rất nhạy cảm. Phía sau có hai cái đuôi đuổi theo, thoáng cái bà ta đã nhận ra, lắc mình một cái, bà ta biến mất ở trên đường lớn. Hai gã nội tông cao thủ bước nhanh đuổi theo, trái phải quan sát, mất đi tung tích. Không tốt rồi, tông chủ sợ là đã phát hiện ra chúng ta. Vậy thì phải làm sao? Tiếp tục tìm người hay là bây giờ quay về hiện trường đang tỉ võ? Trước khi tới, tông chủ đã phân phó, nhất định là phải trông chừng tông chủ mới, không thể nào để cho bà ta tự tiện rời đi khỏi tầm mắt của chúng ta được. Thoạt nhìn tông chủ đối với tông chủ mới này là có mấy phần phòng bị đó, nghe nói còn cho giam lỏng người nhà của tông chủ mới. Hey, có lẽ người của gia tộc Bắc Thần nói đúng, Vân tộc chúng ta bây giờ... Thôi, bây giờ người nói những thứ này để làm gì còn lợi ích. Hiện tại việc của chúng ta phải làm đó là trông chừng tông chủ mới, nắm giữ hành tung của bà ta, không thể nào để cho bà ta thoát khỏi tầm mắt của chúng ta được. Mau lên, đi đến cửa thành. Muốn rời đi khỏi gia tộc Bắc Thần chỉ có con đường đó thôi, bà ta không thể nào không đi qua đó được. Cùng chủ ở trong bóng tối híp mắt, những tia ánh mắt lạnh lẽo tràn ra bên ngoài, gừng càng già càng cay, bà ta làm sao có thể ngờ đến mình có một ngày rơi vào trong tay của tông chủ, lại còn giam con cái và chồng của bà ta. Bây giờ mụ là thân bất do kỷ. Cho dù xảy ra chuyện gì, trước tiên là phải rời đi khỏi gia tộc Bắc Thần rồi tính tiếp. Bị tông chủ nắm trong tay, so với việc chết lập tức ở trong tay của Vân Khê thì vẫn là tốt hơn. Ngoài cửa thành, thủy quy cự thú lười biếng gục ở cửa thành, thoải mái phơi nắng, khóe miệng của nó bày ra không ít thức ăn, cũng là hạ nhân canh cửa sợ lão nhân gia nó đột nhiên nổi đoá, cố ý chuẩn bị cho nó, hy vọng lão nhân gia này có thể thoải mái, bọn họ cũng có thể thoải mái hơn. Cùng chủ ẩn thân một lúc ở góc cửa thành, nhìn chằm chằm thủy quy cự thú hồi lâu. Lúc trước, thời điểm ở Vân Huyễn Điện, bà ta cùng với thủy quy coi như là lão hàng xóm, cùng nhau sinh sống mấy chục năm, mặc dù không phải là mỗi ngày gặp nhau, nhưng thủy quy đều là tuyệt đối liếc một cái là có thể nhận ra bà ta. Muốn như thế nào mới có thể tránh thoát khỏi ánh mắt của thủy quy cự thú, thuận lợi từ cửa thành rời đi được? Cách đó không xa, có một nhóm cô gái mặc quần áo dành riêng cho diễn viên múa từ bên trong cửa thành đi tới. Đang muốn ra khỏi thành, các nàng mặc quần hở rốn, trên mặt mang mặt nạ, che mặt, giữa mi tâm có một nốt chu sa rất xinh đẹp. Cử chỉ rất là phong tình và lẳng lơ. Các nàng do gia tộc Bắc Thần mời tới vì muốn góp vui cho các tân khách, nhưng hiện trường tỷ võ đang diễn. Chiến hỏa nồng đậm, các nàng tự hồ là không hề có đất dụng võ. Dưới sự hướng dẫn của ma ma nhóm múa, lục tục hướng phía ngoài cửa thành đi tới. Cách cửa thành, có thể thấy có chiếc xe ngựa của các nàng đang chờ đợi ngoài cửa thành. Cung chủ ánh mắt sáng rực, đó là một cơ hội tốt. Chỉ cần vào xe ngựa ngoài cửa thành, bà ta lập tức an toàn. 16 người của ca nhóm múa, đi tới, đột nhiên lại thiếu một người. Ma ma quay đầu lại, kiểm tra nhân số lại kinh ngạc nói. Lục phủ đâu? Nàng ấy chạy đi nơi nào rồi? Không biết chúng ta đang vội vã lên xe ngựa sao? Thủy Liên, nhanh chóng đi tìm lục phủ đi. Ta lập tức đi. Không đợi có người tên gọi Thủy Liên đi cách xa, cách đó không xa liền phát ra một người. Thủy Liên vui vẻ kêu lên. Tới rồi, Lục Phù tỷ tỷ tới rồi. Lục Phù tỷ tỷ, ngươi đi đâu thế? Chúng ta đều là đang tìm ngươi. Nàng nhiệt tình cầm lấy cánh tay của người được gọi là Lục Phù, kéo nàng đến chỗ của nhóm khiêu vũ đang đứng đợi. Nửa đường, Lục Phù rút tay lại, toàn bộ khuôn mặt của nàng đều bị che lại, chỉ để lộ ra một đôi mắt mang theo ánh mắt lạnh nhạt và xa cách, ý nói người lạ chưa có tới gần. Thủy Liên lại hơi kinh ngạc, không hiểu gì nhìn về phía Lục Phủ. Lục Phủ tỷ tỷ, người làm sao thế? Mới không thấy tỷ một lúc, làm sao mà lại không giống với khi trước? Thủy Liên cẩn thận đánh giá đối phương, kỳ quái phát hiện da của đối phương tự hồ là thô ráp hơn trước rất nhiều, khóe mắt vẫn có nếp nhăn, nhìn như thế nào đều là không giống với Lục Phủ tỷ tỷ trước đây. Lục Phủ ánh mắt mỉm cười, cười nói rất nhanh chóng, chủ động cầm tay của đối phương, đè ép thanh âm nói. Ta là có một chút mệt mỏi, tiếng nói cũng sẽ hơi khác. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút, ra khỏi thành. Hóa ra là như vậy. Thủy Liên trong lòng mặc dù là vẫn còn tồn tại một chút hoài nghi, nhưng đây rõ ràng chính là xiêm y của Lục Phù, chắc chắn là sẽ không sai đâu. Hai người dắt nhau, hướng cửa thành đi tới. Ê, nhanh chân lên, mọi người nhanh chân lên một chút, còn đứng đó mà dây dưa lằng nhằng gì. Mà uốn éo vòng eo, dẫn đầu nhóm múa, vừa bước ra cửa thành một khắc, Thủy Quy vẫn là gục trên mặt đất đột nhiên cử động, từ từ di chuyển, nó quay đầu. Ôi dồi ôi, làm ta sợ muốn chết. Cái con rùa đen này, ngươi là của nhà ai không biết, tại sao lại nuôi lớn thế này? Một năm là không biết lãng phí bao nhiêu lương thực. Ê, này tao đạp mày.
mà dẫn đầu chỉ là nghĩ nó là một con rùa đen bình thường, không sợ hãi tí nào, lại tiếp tục uốn éo cái vòng eo, vòng qua con thủy quỷ cự thú đi ra khỏi cửa thành. Lục Phủ ánh mắt căng thẳng, tập trung tinh thần nhìn một màn như vậy. Nếu như mà dẫn đầu có thể bình an vô sự đi qua, thì bà cũng sẽ làm y như vậy, có thể sẽ đi qua. Lúc mà dẫn đầu đi được một nửa, thấy ánh mắt của thủy quỷ cự thú vẫn đang nhìn chăm chú nàng, đang đánh giá nàng, nàng liếc mắt, đột nhiên đi ra phía trước, hướng ở trên mai rùa của thủy quỷ cự thú đạp ra một cước, ở trong miệng không ngừng mắng. Cái con rùa đen chết tiệt này, mày nhìn cái gì, chưa từng thấy mỹ nữ à? Nói xong, khẽ nguýt nó một cái, nàng lại tiếp tục lắc cái mông rời đi. Hạ nhân canh cửa nhìn thấy hành động cười nói lớn mật của mama dẫn đầu, mọi người thay nàng mà toát mồ hôi, thực sự là điếc không sợ súng. Bọn họ lại không giống như vậy, bọn họ là thấy tận mắt thủy quỷ này xuất hiện như thế nào, cho dù là bọn họ bận rộn hầu hạ là không kịp thì làm sao mà dám có gan đi trêu chọc nó được. Cũng chính là mama dẫn đầu của hắn hoàn toàn là từ đầu không biết nó là thần thú, chỉ là một con rùa đen kia được một gia đình nhà nào đó cho ăn quá nhiều dinh dưỡng mới dám tùy ý đạp vào nó. Thủy quỷ cự thú buồn bực, cứ như là bị một nữ nhân đá, hai mắt nhìn chằm chằm nữ nhân đang uốn éo cái eo nhỏ cùng cái mông yêu kiều của nàng. Cái kia đúng là nhộn nhạo, hai mắt của nó sáng lên nhìn chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm sau lưng của mình, mà dẫn đầu vũ nương đi nửa đường đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía thủy quỷ cự thú trừng trừng nhìn nó. Nhìn cái gì? Con rùa háo sắc kìa. Hai tay che cái mông yêu kiều của mình, mà lập tức bước nhanh về phía đoàn xe ngoài cửa thành. Cứ như vậy mà thuận lợi đi qua sao? Không chỉ là hạ nhân canh cửa ngạc nhiên, Lục Phù là cũng ngạc nhiên không kém. Ghê tởm, thì ra con thủy quỷ này là vô dụng như vậy, hóa ra từ đầu Vân Khê thiết lập ván cục là hù dọa bà ta, khiến cho bà ta không dám tùy ý đi ra khỏi thành. Sớm biết thủy quỷ cự thú này chỉ muốn hù dọa, bà ta tùy tùy tiện tiện là có thể ra khỏi thành, làm gì còn cần phải mặc vào hai xiêm y ngắn cún cỡn như thế này, đánh mất thân phận của mình. Không sai, hiện tại là Lục Phủ, cũng chính là cung chủ sau khi thay đổi quần áo. Nghĩ bà ta tuổi cũng đã là một bó to, lại là còn muốn học người ta cô nương 15-16 tuổi, mặc vào xiêm y hở hang như vậy, rêu rao khắp nơi. Đây là sự nhục nhã lớn nhất đối với bà ta. Nhưng song vì mạng sống, bà ta bất chấp. Phía sau nhóm múa, mọi người lắc mông đi tới rồi, thủy quỷ cự thú liếc những cô gái eo thon cùng với những cái mông yêu kiểu đi qua, hai mắt của nó sáng rực, nhìn chằm chằm không có dừng lại, xem cái kia thực sự là rất thích. Nếu như là vẫn có phúc lợi tốt như vậy, nó tình nguyện ngày ngày canh giữ tại cửa thành này luôn. Cuối cùng là đến lượt hai người Thủy Liên và Lục Phù. Lục Phù cố ý đứng ở một bên Thủy Liên. Từ góc độ này, vừa vặn có thể che lại ánh mắt của thủy quỷ cự thú. Chỉ cần có thể thuận lợi đi qua khỏi con thủy quỷ cự thú này, bà ta có thể thần không biết quỷ không hay, rời đi khỏi gia tộc Bắc Thần. Thành bại dựa vào nhất cử nhất động này. Thủy quỷ cự thú nhìn hai vị mỹ nhân đi qua trước mặt của nó, trong lòng của nó nhộn nhạo, lại quay đầu nhìn lại, chỉ còn lại một đôi mỹ nhân cuối cùng. Lần này nó phải xem cho cẩn thận một chút mới được, nếu không là sẽ không có được nhìn. Tốt nhất có thể đem những mỹ nhân trước là hoàn toàn bắt hết trở lại để cho các nàng là đi lại một lần nữa cho nó xem. Trong lúc thủy quỷ cự thú háo sắc híp mắt nhìn soi soi, hai người Thủy Liên cùng với Lục Phù dìu nhau từ từ dạo bước mà tới. Con rùa háo sắc. Cùng chủ dưới đáy lòng là âm thầm chửi mắng, bà ta là nữ nhân đã 50 tuổi, để cho bà ta học cách đi của cô nương 15-16 tuổi, quả thực là một loại hành hạ đối với bà ta. Nhưng có thể thuận lợi tránh được tầm mắt của thủy quỷ cự thú, bà ta phải nhịn. Nếu không, một khi để cho thủy quỷ cự thú này phát hiện ra hành tung, rất nhanh, hai vợ chồng của Vân Khê sẽ biết bà ta hướng cửa thành trốn đi. Bà ta bây giờ hoàn toàn không có tự tin có thể đối phó được với vợ chồng của hai người bọn họ. Ê, xoay đi, xoay đi, xoay đi. Thủy quỷ cự thú vẫn vừa nhìn, dưới đáy lòng lại thực sự nhộn nhạo, hai mắt của nó sáng lên nhìn chằm chằm vào những cái mông. Úi, cái mông kia làm sao mà lại lớn như vậy? Động tác lại còn xoay xoay cứng ngắc, một cái là cũng không có nhìn nổi. Ánh mắt của nó đang sáng lên, đột nhiên biến thành một cái tuyến. Thủy quỷ cự thú là bất mãn, phúc lợi của nó. Cặp mông to, eo thô, da thì thô, nó lại càng nhìn càng ghét, đột nhiên nó mở miệng. Chờ một chút. Thủy quỷ cự thú đột nhiên mở miệng, để mọi người tại chỗ này giật nảy mình. Nhất là mama dẫn đầu mới nãy là lấy chân đọp nó một cái, bị làm cho sợ đến nỗi cả người lạnh run. Là một con rùa đen có thể mở mồm nói chuyện, thú có thể nói, nhưng không phải là yêu thú, thì chính là thần thú rồi. Cái này, nó sẽ không phải là hướng nàng mà trả thù chứ. Những cô nương khác ở trong nhóm múa vừa đi qua cửa thành ở trong lòng cũng hoảng sợ. Các nàng đi qua một con rùa đen có thể nói chuyện, lại còn giữ được mạng sống của mình, coi như là vận may rồi. Thủy Liên lúc này là dừng trước mặt con thủy quỷ cự thú thoát khoảng cách gần nhất, cả người run lên giống như là cái sàng, sắp té ra quần. Cùng chủ cũng là ngẩn ra, theo bản năng dừng bước, nàng không ngờ rằng thủy quỷ cự thú lúc này sẽ đột nhiên gọi bọn họ. Chẳng lẽ bà ta đã bị lộ sao? Không nên là như thế. Cùng chủ cứ ngắc đứng tại chỗ, không dám lộn xộn, sau đó nghe được thủy quỷ cự thú ở trong lỗ mũi phát ra bất mãn và hừ lạnh. Kẻ đứng bên ngoài kia, làm sao ngươi lại xấu thế? Xấu như vậy thì làm sao có thể đi múa được?
Dưới khăn che mặt, cung chủ âm thầm cắn răng, thực sự là ghê tởm. Này này cái con rùa háo sắc, ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào cái gì đây? Ta nhìn ngươi cảm thấy tại sao lại rất quen mắt? Có phải là ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi không? Thủy Quy cự thú từ từ bò tới chỗ của bà ta, Thủy Liên hai mắt trợn trắng, bị dọa sợ đến nỗi gắt đi. Thân ảnh của cung chủ thoáng cái liền rơi vào trong mắt của Thủy Quy cự thú. Chung quy là cùng nhau làm hàng xóm láng giềng ở Vân Huyễn Điện là mấy chục năm, Thủy Quy cự thú liếc một cái lập tức nhận ra nàng ta, ngẩng đầu hướng lên bầu trời thét dài, hướng chủ nhân của nó phát tín hiệu. Cung chủ nóng nảy, một khi vợ chồng Vân Khê tiếp thu được tín hiệu của nó, rất nhanh sẽ chạy tới đây, bà ta phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này mới được. Tung người đang muốn nhảy lên rời đi, làn váy đột nhiên bị kéo lấy, nàng chỉ cần hơi dùng lực, váy sẽ từ trên người của nàng rơi xuống. Bà ta tức giận trừng trừng hướng con rùa đen kia đang cắn váy của nàng, này này cái con rùa háo sắc, nó là còn có thể hèn hạ thêm một chút nữa có được không? Cung chủ vừa tức vừa vội, hiện tại bà ta là đi không được, không đi cũng không được. Nếu như đi, váy của bà ta nhất định là sẽ rơi xuống. Cái nét mặt già nua này của bà ta hoàn toàn sẽ bị đánh mất. Nếu không, vợ chồng của Vân Khê một khi tới, bà ta nhất định là phải chết. Trong lúc cung chủ đang dãy dụa không biết nên chọn mất thể diện hay là mất mạng, đáng tiếc đã muộn, thời gian không cho bà ta lựa chọn nữa. Dường như là tại lúc Thủy Quy cự thú phát ra một tiếng thét dài, vợ chồng của Vân Khê và Long Thiên Tuyền đã lập tức đến ngoài cửa thành. Xa xa, nhìn thấy trong miệng của Thủy Quy cự thú đang ngậm váy của cô nương trong nhóm múa, Vân Khê suýt chút nữa thì sang nước miếng của mình mà chết. Tình huống này là sao đây? Vân Khê quan sát, thân ảnh của cô gái bị Thủy Quy cự thú cắn mép váy rõ ràng là rất cứng. Long Thiên Tuyệt khéo kéo nhẹ ống tay áo của nàng, hướng nàng nháy mắt, Vân Khê nhất thời hiểu rõ. Thủy Quy tiền bối, ngài gửi tín hiệu gọi chúng ta về đây, chẳng lẽ chính là vì cho chúng ta thấy ngài đùa bỡn một vị cô nương đàng hoàng sao? Thủy Quy cự thú ở trong miệng ô ô kêu to, nó muốn nói chuyện nhưng mà nó cũng biết một khi mình mở miệng mà nói, người bị nó ngậm váy ở trong miệng sẽ lập tức biến mất khỏi đây mất. Vị cô nương này thực sự là không phải. Quy tiền bối nhà ta là vạn năm nay chưa từng thấy qua mỹ nhân một lần, khó có được nhìn thấy người như vậy, là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khó tránh khỏi có một chút thất thố, người vạn vạn là không có nên cùng với nó so đo. Vân Khê tiến đến phía trước nói. Thủy Quy cự thú là dùng sức ố ố, nó mới không phải là con rùa chưa từng thấy mỹ nhân đấy, không có nên vũ nhục nó thế chứ. Cung chủ cả người nổi đầy da gà, bà ta hoài nghi, Vân Khê rốt cuộc là có phải phát hiện ra bà ta rồi hay không, tại sao hoàn toàn là không hề có cảm giác. Cái gì mà đúng đắn một chút. Tay của bà ta dùng sức kéo lên mép váy của mình, nếu như không phải là sợ bị mất mặt, bà ta đã sớm đi bộ rồi. Vậy, ngươi là ma ma của các nàng sao? Ngươi tới đây một chút đi. Vân Khê hướng ma ma dẫn đầu ngoắt ngoắt tay, gọi nàng đến trước mặt. Mà dẫn đầu kia cũng là người hiểu thế sự, thấy khí chất của Vân Khê không hề tầm thường, lập tức hướng nàng bày ra khuôn mặt tươi cười. Phu nhân có cái gì phân phó? Vị cô nương này của các ngươi, về tên gọi là gì? Thân thể của vị cô nương này giá bao nhiêu? Vân Khê chỉ vào lục phủ nói. Cung chủ cả người cứng đờ, một cử động là cũng không dám. Nàng ấy gọi là lục phủ, giá trị của con người... cái này không tiện để tiết lộ đâu. Mà dẫn đầu nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía lục phù, không khỏi cau mày. Ây da da, nha đầu này mấy ngày rồi không có để ý dạy bảo, tại sao lại mập mạp như thế này? Ngươi nhìn ngươi đi, cái này, cánh tay này, cái eo đều là thô thành cái dạng gì rồi. Mà dẫn đầu liên tục nhéo cánh tay và ngang hông của công chủ, cau mày lộ ra thái độ ghét bỏ. Công chủ càng ngày mặt càng đen, nữ nhận chết tiệt, ngươi nhéo một lần nữa xem. Mà dẫn đầu liên tục khiêu khích năng lực nhẫn nại của bà ta, khiến cho công chủ không thể nào nhịn nổi nữa. Vân Khê nhìn ở trong mắt, âm thầm nén cười, không nhịn được thêm muối, thêm củi. Ta thấy, lục phù cô nương này dáng người là không tệ, ít nhất là so với lão bà 40-50 tuổi kia là tốt hơn nhiều lắm. Ta lúc trước là có gặp một bà lão 40-50 tuổi, dáng của bà ta thực sự rất là khó coi. Nàng tiến tới, cũng là học bộ dạng của mama dẫn đầu, hùng hằng nhéo cánh tay bằng ngang hông của công chủ. Cánh tay này của bà ta, thô gấp 2 lần cánh tay này. Hông của bà ta, quả thực chính là eo thùng nước. Không thể nào phân biệt được rõ rốt cuộc là nơi nào là cái mông, nơi nào là cái eo. Ấy dạ dạ, thảm thiết lắm. Cánh tay và ngang hông của cung chủ truyền đến một trận đau, gương mặt hết thảy chuyển sang màu tím, lại là màu xanh, dưới khăn che mặt. Trên khóe miệng hùng hằng co quắp, nghiến răng nghiến lợi. Ấy ấy ấy, thanh âm gì vậy? Chẳng lẽ lục phủ cô nương là có thói quen tốn hơi thừa lời? Vân Khê ra vẻ kinh ngạc, để sát và đến cung chủ trước mặt, vừa lắc đầu vừa thật lòng khuyên bảo. Thân là một diễn viên múa, có thói quen như vậy thực sự là không tốt. Trưởng nhóm, ngươi nói xem là có phải không? Mà dẫn đầu sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cung chủ, ánh mắt hung hiểm. Còn nhà đầu chết tiệt kia, ở trước mặt con người ngoài lại mất thể diện. Sau khi trở về, để xem ta trừng phạt ngươi như thế nào.
Bộ dạng của ngươi như vậy, sau này đừng có mơ tưởng có thể kiếm sống được. Sau khi trở về, lập tức hào hào mà đem thắt lưng, thùng nước của ngươi giảm xuống. Một ngày là không giảm, thì một ngày đừng có nghĩ được ăn cái gì hết. Ba một tiếng giòn vang, bàn tay của mama hung hăng đánh một chưởng ngang hông của công chủ, để lại dấu của 5 ngón tay khổng lồ trên ngang hông của công chủ. Vân Khê xấu xa câu môi cười, ánh mắt lấp ló ngừng công chủ, nhìn bà ta rốt cuộc là sẽ phản ứng như thế nào đây? Lòng Thiên Tuyệt là chứa đựng vẻ cười yếu ớt, nhìn Vân Khê không ngừng mà kích tướng công chủ, bộ dạng xấu xa đó thực sự là khiến cho hắn yêu chết đi được. Hắn theo bản năng giơ tay ra, cầm lấy bàn tay của Vân Khê, ngón cái nhẹ nhàng gãi ngứa trong lòng bàn tay của nàng, tự hồ là muốn nói, nàng đúng là một tiểu bại hoại. Vân Khê khóe môi, theo nụ cười xấu xa lại cười càng rõ. Công chủ rốt cuộc là không nhịn nổi nữa, ánh mắt ngoan lệ trừng hướng mama. Mama nhìn thấy ánh mắt khác thường của Lục Phủ, nàng sợ đến hết hồn, lập tức cảm giác được cổ họng của mình bị thứ gì đó chèn vào, cảm thấy không thể nào thở được. Người đi chết đi. Cung chủ vươn ra một trường, đột nhiên dồn lực, chút tất cả về hướng Mama, sau đó nhéo ở cổ của nàng. Cứu mạng. Mama chỉ kịp kêu ra hai cái, ngay sau đó tắt thở trong tay của cung chủ. Những cô nương của nhóm múa bên cạnh xe ngựa rối rít hét lên, có người là bị dọa xên đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Vân Khê muốn xuất thủ, đáng tiếc đã muộn một bước, ánh mắt mỉm cười siết chặt, nhìn chằm chằm vào công chủ. Người rốt cuộc là vẫn phải lộ ra con người thật của mình. Vân Khê, người muốn giết chết bổn tọa, không dễ dàng như vậy đâu. Công chủ đột nhiên hét lên một tiếng, váy của bà ta bị tung lên, sau đó toàn bộ bị xé nát, lộ ra hai cái đùi tuyết trắng. Thủy Quỳ Cự Thú phi phi nhổ nhổ ra một tiếng miếng vải trong miệng, lại thở hổn hển nói. Ai, ta đã nói rồi mà, làm sao lại có cô nàng xấu xí như thế, hóa ra là một bà già. Ôi Phi Phi, giờ bẩn cái nồi đôi mắt của ta. Vẻ mặt ghét bỏ, Thủy Quỳ Cự Thú không nhịn được ói ra một ngụm nước miếng. Cung chủ vừa bận rộn che giấu, vừa lạnh lùng chừng nó, con rùa háo sắc chết tiệt, một ngày nào đó bà là muốn dìm chết đuối nó. Người cứ chờ đã. Cung chủ phi thân lên, hướng ngoài cửa thành thoát đi. Giờ bẩn ánh mắt của lão nhân ra, người lại còn muốn chạy trốn sao? Đứng lại. Thủy Quỳ Cự Thú đột nhiên phát uy, toàn bộ thân thể cao lớn phi thân nhảy dựng, đuổi theo thân ảnh của cung chủ. Mọi người trên mặt đất, xa xa địa thấy một con rùa lớn bay ở trên bầu trời, đuổi theo một nữ nhân trần trụi hai bắp đùi. Một màn này, quả thực là đặc sắc cực kỳ, làm mù cả đôi mắt của mọi người. Hả? Là tông chủ sao? Bà ta làm sao? Đi tới cửa thành, hai vị cao thủ nội tông nhìn thấy một màn như vậy, nhận ra vị cô nương kia chính là tông chủ của bọn họ. Mọi người sắc mặt nhất thời đều tái đi. Chuyện này là quá mất thể diện rồi. Nếu để cho người trong giang hồ biết, tông chủ của bọn họ giờ phút này để lộ ra hai bắp đùi, bị một con rùa lớn đuổi đến mức bộ dạng chật vật không thể nào chịu được, người vân tộc bọn họ từ đó trở đi là không thể nào ngẩng đầu lên được. Cho dù chuyện là như thế nào, bà ta tóm lại vẫn là tông chủ mới của chúng ta. Trước hết phải đi ngăn cản lại con rùa lớn đó, rồi hãy nói chuyện tiếp. Hai người sau khi bàn bạc, liền phi thân đuổi theo hướng một người một rùa. Vân Khê vốn là còn muốn nhìn trò hay, ai ngờ đột nhiên lại nhô ra hai gã cao thủ của vân tộc. Nàng cùng với Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, vợ chồng hai người chia làm hai đường, chia ra đi vòng vây hai gã cao thủ và đuổi theo công chủ. Vân Khê tự nhiên là đuổi theo công chủ, muốn chạy sao, cửa nhỏ cũng sẽ không có. Vân Khê ánh mắt trong nháy mắt trở nên sát bén, vài lần na di thuật đã tiến tới gần phía sau của công chủ. Hai tay của nàng kết ấn, trong miệng lãnh khốc phun ra bài chữ. Phong ấn thuật. Không khí từ từ ngưng kết, ở xung quanh thân thể của công chủ, một vòng phong ấn khổng lồ trong nháy mắt thành hình, đem công chủ vững vàng bao lại. Cung chủ đang bay rất nhanh, thoáng cái chậm lại, cánh tay của bà ta di chuyển một cách khó khăn, giống như là động tác đang bơi ở trong vùng nước lặng, chậm rãi đến cực hạn, mà trên mặt của nàng ta vẻ mặt cũng là chậm tới cực điểm. Trên mặt của nàng ta là một khối da thịt nhảy lên, đều là có thể nhìn thấy được rõ ràng. Vân Khê, người đã làm cái gì đối với ta? Thanh âm của bà ta bị ngắt quãng thành một chuỗi thanh âm rất kỳ quái. Vân Khê từ từ phong ấn ở ngoài, hạ xuống trước mặt của bà ta, mỉm cười nhìn bà ta nói. Người không phải là vẫn muốn kiến thức sự lợi hại của tàn hoa bí lục? Vậy thì một chiêu này chính là chiêu lợi hại thứ hai trong tàn hoa bí lục, là phong ấn thuật. Thế nào, cảm giác là sao? Người nói một chút xem. Vân Khê cười đến chói lọi. Phong ấn thuật. Cùng chủ chân mày từ từ nhăn lại, đợi nàng nói xong ba chữ, chân mày vẫn chỉ là dừng lại ở vị trí một nửa. Vân Khê đáng tiếc lắc đầu. Nói chuyện với người quá là mất sức. Hãy để cho ta giải thích cho ngươi một chút chỗ lợi hại của phong ấn thuật. Cái gọi là phong ấn thuật bao gồm là không gian lĩnh vực phong ấn thuật và thời gian lĩnh vực phong ấn thuật. Nói đến không gian lĩnh vực phong ấn, ví dụ như là ngươi bây giờ bị vây trong một cái không gian hình tròn. Nếu như ta không giải khai phong ấn, ngươi sẽ không cách nào từ bên trong đi ra được đâu. Nàng đưa tay, chọc chọc theo lời của mình, vòng theo phong ấn, vừa ngắm đôi chân trần trụi của bà ta, lại tiếp tục nói.
một ngày ta không giải khai phong ấn thì một ngày ngươi sẽ gìn giữ nguyên bộ dạng hiện tại, để cho tất cả mọi người được xem ngươi miễn phí đôi đùi ngọc cùng với dáng người ma quỷ của ngươi. Vậy thì ngươi buôn bán quá lời rồi. Bởi vì giống như là lão bà nhà ngươi, trên người thực sự đã không có cái gì đáng xem hết. Cho dù là dùng bạc mời người ta đến xem cũng chưa chắc có người nguyện ý nhìn đâu. Nhưng không sao, bởi vì có phong ấn của ta ở đây rồi, mọi người sẽ vì tò mò vẫn sẽ nhìn ngươi thêm mấy lần đó. Cung chủ mặt nhăn đến 2/3 chân mày lại từ từ giãn ra, tất cả cũng là do nàng khiến cho bà ta tức chết. Cái này đối với bà ta là trần trụi nhục nhã. Bà ta đường đường là tông chủ của Vân tộc, làm sao có thể chịu được sự đùa bỡn của mọi người coi mà như con khỉ đến xem mình. Vân Khê, ta muốn giết chết người. Vân Khê không có để ý tới sự phẫn nộ của bà ta, lại nói. Còn về phong ấn lĩnh vực thời gian sao? Ngươi bây giờ hẳn là nhận thức rất sâu sắc. Phải, chính là giống như ngươi bây giờ, muốn mắng ta, muốn giết ta. Nhưng đáng tiếc người đang ở trong đó là thời gian phong ấn, so với thời gian bên ngoài là chậm gấp mấy chục lần. Ngươi mới mắng ta một chữ, ta lại có thể mắng lại ngươi mấy chữ. Ngươi muốn giết ta là cũng phải trước hết nghĩ biện pháp lao ra khỏi phong ấn mới được. Hay à, như thế nào? Xem ra bây giờ ngươi rất đáng thương hại đó. Thủy Quy Cự Thú dừng ở bên ngoài phong ấn, nghe Vân Khê nói một phen, mồ hôi của nó chảy ròng ròng. Đổi lại, nếu như nó là cung chủ, nó hận không được tự vận mà chết. Ai có thể chịu nổi những lời nói lạnh nhạt và đả kích người như vậy của nàng? Vân Khê, người sẽ không được chết tử tế. Cung chủ ở trước mặt dữ tợn cực kỳ. Vân Khê khẽ mỉm cười, từ từ lùi ra phía sau. Nàng rút ra kiếm tử tiêu ở bên hông, không muốn lại cùng với bà ta tiếp tục rông dài. Kiếm thứ nhất là vì tất cả cao thủ của Vân Huyễn Điện. Người từ bỏ các nàng ấy, đem các nàng ấy coi không ra gì. Người là phản đồ của Vân Huyễn Điện. Ta đại biểu cho Vân Huyễn Điện xử trí người cái phản đồ này. Kiếm tử tiêu giơ cao khỏi đỉnh đầu, mũi kiếm thả ra sáng như tuyết, có xu thế cắn nuốt trời đất. Đôi con người của cung chủ từ từ mở lớn, vẻ mặt hoảng sợ còn không có hoàn toàn bày ra. Kiếm quang đột nhiên hùng hăng rơi xuống, chém vào trong phong ấn. Cánh tay trái của nàng, cung chủ bị kiếm quang bổ trúng. Kiếm quang không có rơi xuống một phát, mà là giằng co một lúc. Kèm theo thời gian ở trong phong ấn một chút xíu, rằng con này giống như là một loại lăng chỉ đau đớn, ăn tới nuốt sống, thả chậm rãi mấy chục lần, khiến cho cung chủ đau đến nỗi không muốn sống nữa. Cung chủ cho rằng đây chính là điều thống khổ nhất rồi, nhưng bà ta đã quá sai lầm, bởi vì kiếm của Vân Khê lại một lần nữa rơi lên cao, kiếm thứ hai lại rơi xuống. Kiếm thứ hai là vì Vân Trung Thịnh cùng với phụ thân của hắn, người không coi trọng tính mạng của chồng mình, nói giết liền giết, lại càng không để ý đến tình cảm con cái của mình, giết chết phụ thân của hắn. Người không xứng đáng trở thành mẫu thân. Ta thấy bất công cho sự tổn thương của Thịnh công tử. Cho ngươi một kiếm. Kiếm thứ hai chém vào vị trí ngang hông của bà ta, lại là một loại giằng co đau đớn, khiến cho hông của bà ta đau đến nỗi muốn ngất xỉu. Bà ta sợ hãi hô lên một tiếng. Vân Khê lãnh khốc cau môi, đáy mắt tràn ra những tia sát ý. Kiếm tử tiêu trong tay, kiếm quang lại càng trướng càng thịnh, giống như là muốn đem tất cả ánh sáng trong trời đất đều thu thập đến mũi kiếm. Một kiếm cuối cùng là vì những người của bộ tộc cấm kỵ bị người giết hại. Kiếm quang vạch trên bầu trời một đường vòng cung, từ trên đỉnh đầu của cung chủ bổ xuống, đỉnh đầu của cung chủ bị kiếm quang bổ, kiếm quang xen lẫn vết máu, đỉnh đầu của cung chủ mở ra một chút, cả người cung chủ bị ba đạo kiếm quang từ từ tách, cả người chia năm xẻ bảy, cảnh tượng kinh sợ đến cực khủng. Phía sau, hai vị cao thủ nội tông của Vân tộc chật vật và vất vả chạy trốn từ trong tay của Long Thiên Tuyệt chạy tới, nhìn thấy một màn như vậy, bọn họ sợ đến ngây người, giật mình ngay tại chỗ, đã quên mất phản ứng. Đây là phong ấn thuật của Vân tộc. Ôi trời ơi, thực sự là phong ấn thuật trong truyền thuyết. Nàng ta, như vậy nhưng luyện thành rồi. Long Thiên Tuyệt từ từ tới gần phía sau của hai người. Hắn cố ý bỏ qua cho bọn họ, để cho bọn họ nhìn thấy một màn như vậy, vì muốn làm cho bọn họ phải kinh sợ, để cho bọn họ thấy cho rõ ràng rốt cuộc kẻ nào mới có tư cách trở thành chủ nhân chân chính của Vân tộc. Các người đoán không sai, đó chính là phong ấn thuật của Vân tộc. Long Thiên Tuyệt trả lời một cách khẳng định về vấn đề của bọn họ. Hai gã cao thủ nội tông há to miệng, thật lâu không cách nào đáp lại được. Vân Khê vùng tay, đột nhiên thu hồi phong ấn. Ba đạo kiếm quang như là sét đánh xuống, trong nháy mắt đem thân này của cung chủ chém thành mấy phần, rơi khắp nơi trên mặt đất, không cách nào ghép thành toàn thây. Chết như vậy, tự hồ là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng Vân Khê là không có một chút nào đồng tình, bởi vì so với những người của bộ tộc cấm kỵ đã chết, so với mẫu thân của nàng chưa từng gặp mặt chết bởi trận đại kiếp nạn đó, so với những người bị chôn sống tàn bạo chết ở trong động của ao sen, cái chết của cung chủ quả thực là quá thâm tử. Bà ta chết vẫn chưa hết tội. Vân Khê tâm tình kích động chỉ trong chốc lát, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nàng đưa mắt nhìn một hướng khác, nơi đó chính là phương hướng của Vân Huyễn Điện. Cha, nữ nhi thay người báo thù, ngài có thể an tâm, mẫu thần ở trên trời cũng đã cảm thấy được an ủi rồi. Còn có Vân Sư Huynh, Huynh cũng có thể được an ủi với vong linh của phụ thân Huynh. Vân Khê thu hồi kiếm tử tiêu,
quay đầu nhìn về phía hai gã cao thủ nội tông vẫn còn đang ngu ngơ tại chỗ. Nàng mở miệng nói, hãy trở về nói cho tông chủ, hãy rửa cổ của mình cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ chặt cổ của bà ta xuống, vì Vân tộc này thanh lý môn hộ. Vân Khê, người lại giết thích giết chóc như vậy, làm sao lại có tư cách trở thành lãnh tụ của Vân tộc được? Ta khuyên người hãy thu tay lại đi, chỉ cần người ngoan ngoãn trông coi Vân Huyễn Điện, tin tưởng tông chủ sẽ không làm khó người đâu. Nếu như người không an phận, tông chủ cùng với tất cả cao thủ nội tông sẽ không bỏ qua cho người đâu. Trong đó có một gã cao thủ nói, thanh âm của hắn là phát ra chiến ý. Vân Khê cười lạnh, thích giết chóc à? Cũng là tông chủ của các người ép ta. Ngươi đi về mà hỏi bà ta rốt cuộc đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì? Bà ta là một kẻ vong ân phụ nghĩa, lạm sát người vô tội. Ngươi cảm thấy bà ta còn có tư cách trở thành tông chủ, vậy thì vì sao ta lại không thể? Ngươi đừng hòng chửi bới tông chủ. Tông chủ cũng không phải là loại người như ngươi nói đâu. Cao chủ run giọng phản bác. Vân Khê không nhịn được liếc hắn một cái. Các người đã bị tư tưởng của bà ta độc hại rồi. Ta lười cùng với các người tốn nước miếng. Nể tình là đồng môn, các người đi nói cho tất cả những cao thủ nội tông của Vân tộc, ta, Vân Khê, chỉ đối địch với một người là tông chủ, tuyệt đối sẽ không lạm sát đồng môn. Nhưng nếu có người muốn ngăn cản ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Cút! Vân Khê thanh âm lãnh khốc, không muốn nhìn thấy phản ứng của hai người kia nữa, đi tới trên người của Long Thiên Tuyệt, cùng nhau hướng về hướng cửa thành chạy tới. Giờ phút này, Tử Yêu cùng với các chủ chiến đấu cũng không biết như thế nào. Trong lòng hai người bận tâm, nhanh chóng chạy về hiện trường tỉ võ. Hai vị cao thủ nội tông của Vân tộc nhìn phần thi thể còn lại, tay chân đã bị cụt cùng vết máu trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên thu thập thế nào, đến tận cùng là đem những phần còn lại tay chân đã bị cụt của nàng mang về Vân tộc, hay là chôn ngay tại chỗ, hay là trực tiếp bỏ mặc. Thực sự là khó khăn, không bằng lão nhân gia ta làm chuyện tốt, thực sự sẽ giúp bà ta chôn đi. Hai người lại hơi kinh hãi, Thủy Kỳ cự thú giờ phút này là còn ở bên cạnh hai người bọn họ. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ rất lớn, một tảng đá lớn dưới sự điều khiển của Thủy Kỳ cự thú quay cuồng đập vào mặt đất, đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt công chủ toàn bộ chôn trong đó, hết thảy chân chính quy về bụi đất. Hai vị nội tông cao thủ kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, miệng co quắp trở về chỗ của mình. Ở trên bầu trời, bụi mù tung mù mịt, xung quanh ngọn núi, núi đá vung bay. Vây quanh mọi người đang tỉ võ, vượn mượn vòng với tốc độ kinh khủng, tạo ra một vòng nước xoáy. Trên mặt đất, mọi người đã không thấy rõ hình dạng tỉ võ cụ thể trên bầu trời. Từng đợt cuồng phong đánh xuống, trà sát ở trên mặt của mỗi người, khiến cho mọi người có cảm giác đau đớn ở trên mặt, giống như là sau một khắc sẽ bị xé rách. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt tới gần hiện trường tỉ võ, chỉ nhìn thấy trước mắt là một màn kịch diệt như vậy, tim của hai người có cảm giác nhảy lên tới cổ họng. Trên bầu trời có rất nhiều tiếng giống gầm, đó là huyễn thú của các chủ gọi ra, nghe thanh âm là ít nhất 9 con. Cửu Long Tề Vũ, đó là long huyết bảo đỉnh của Long gia tu luyện tới cảnh giới tương đối cao mới có thể triệu hồi ra hình thái của huyễn thú, nhưng vẫn còn không phải là cao nhất, cảnh giới cao nhất hẳn phải gọi ra. Trong lúc 9 con rồng dương nanh múa vuốt và xen kẽ là những đoàn khí xinh đẹp màu tím mà mị, màu tím không ngừng biến hóa ở trên bầu trời, biến hóa ra các loại hình thái kỳ dị, khi thế đó có thể có phần áp chế khí thế của 9 con rồng. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt rối rắm, mắt thấy tình hình chiến đấu kịch liệt, âm thầm phân tích. Cũng chỉ có cao thủ cấp bậc giống như là vợ chồng bọn họ mới có thể thấy rõ ràng tình hình cuộc chiến đấu này. Dĩ nhiên, bên trong hiện trường, trừ vợ chồng bọn họ ra, còn có những cao thủ đang núp ở trong núi, những cao thủ của các cuộc chiến vạn năm trước cũng thấy được cuộc chiến trận đại chiến này rất rõ ràng. Trong lòng bàn tay của bọn họ âm thầm đổ mồ hôi, bọn họ là biết rõ, một khi Long Các chủ bị thua, bọn họ sắp phải đối mặt với điều gì, không cách khác, chỉ có Bắc Thần điên cuồng báo thù. Long Các chủ một khi ngã xuống, bọn họ chính là người thứ hai và người thứ ba. Trong sương mù, mấy người liếc nhau một cái, bọn họ không thể nào ngồi chờ chết, bọn họ muốn thừa cơ. Trong lúc Bắc Thần không hề có phòng bị, liền xuống tay, cho hắn một kích chí mạng, liền cho hắn hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này, khiến cho hắn không cách nào trở thành uy hiếp của bọn họ. Mười mấy cỗ huyền khí mạnh mẽ đồng thời tích tụ, từ trong núi lao ra, luân phiền biến hóa, cuộn thành một cỗ huyền khí với lực lượng to lớn, công kích về hướng Tử Yêu đang ở trong trận quyết chiến. Tử Yêu làm sao có thể ngờ tới, những kẻ gọi là quân tử, gọi là phải chính nghĩa sẽ trở nên là một cuộc chiến công bằng. Đột nhiên bị đánh lén hắn. Hắn ngửa mặt ở trên trời gầm thét một tiếng, từ bên trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng vô tận, dường như là muốn hủy diệt trời đất. Các ngươi tất cả đi chết hết đi. Chỉ một thoáng, cả hội trường, bao gồm những ngọn núi xung quanh, toàn bộ đều phải chấn động. Dư âm của cuộc chấn động này rất đáng sợ, truyền vào trong tai của mọi người, khiến cho đa số người có mặt ở đây đều phải hôn mê và bất tỉnh. Cỗ huyền khí với lực lượng to lớn bị lực lượng khổng lồ của Tử Yêu bắn ngược trở về. Hơn 10 đạo máu tươi như là một cái ống hình trụ từ trên núi nối tiếp nhau phun ra.
Long các chủ là người đứng gần Tử Yêu nhất, bị lực lượng cường đại của lão làm cho kinh sợ, cả người thoáng cái bay vụt ra khỏi mấy dặm, trong miệng máu tươi là cũng phun ra. Các chủ. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đẩy ra áp lực cực kỳ lớn, vây lấy hai người, bay về phía Long các chủ rơi xuống. Bọn họ biết, giờ phút này Tử Yêu đã bị chọc giận, những lão giả ngu xuẩn vạn năm kia, bọn họ cho rằng là có thể thông qua loại phương pháp này để đánh lén Tử Yêu, giết chết lão ấy, lại không nghĩ được, lại tự chịu diệt vong. Bọn họ là tinh tường nhìn thấy Mộ Dung Tôn giả bị trường lực mạnh mẽ của Tử Yêu, cả người cơ hồ là không có phản kháng, từ trên núi rơi xuống. Một đời kiếm đạo tông sư cứ như vậy mà bị diệt. Không chỉ có ông ta, còn có mấy cao thủ vạn năm khác cũng là nhanh chóng bị lực lượng mạnh mẽ của Tử Yêu từ gian phòng trên núi hút đi ra ngoài. Khi những đoàn khí màu tím xinh đẹp của lão công kích, một tên tiếp theo một tên tắt thở rơi xuống núi. Các chủ, ngài không giỏi sao chứ? Lòng Thiên Tuyệt vững vàng đón được các chủ. Lòng các chủ khóe môi vẫn còn dính đầy máu nhếch lên, hơi thở yếu ớt, bỗng nhiên thực sự thở dài. Đã muộn rồi. Tiềm lực của bác thần, bởi vì hắn tức giận, đã bị kích phát ra ngoài một cách triệt để. Từ đó về sau, không còn có người nào có thể ngăn cản bước hắn sừng bá lòng từ đại lục này nữa. Hai người của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nghe được lời nói của các chủ, trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Ngay cả các chủ đã cũng nói như vậy rồi, vậy thì khẳng định không sai. Ngay cả các chủ đều không thể nào đánh bại Tử Yêu, vậy thì Vân Huyên, cõi đời này còn có ai có thể ngăn cản được Tử Yêu nữa? Chẳng lẽ từ đó về sau, cả Long Tường đại lục này sẽ phải chịu cảnh máu chảy thành sông, Tử Yêu sẽ trở thành chúa tể của thế giới? Nghĩ đến điều này, ba người đều cảm thấy đáng sợ. Lòng già, sự là giữ không nổi, giữ không được gia nghiệp, ít nhất là phải giữ được người lòng già. Các chủ vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị. Tuyệt Nhi, người phải nhanh chóng truyền tin đến lòng già. Trong vòng 3 ngày, mọi người lòng già phải rút lui khỏi thành Bàn Long. Ta cũng như vậy, phải tự mình trở về Tiêu Giao Các một chuyến, để cho tất cả mọi người rút lui khỏi Tiêu Giao Các. Sao? Toàn bộ rút lui? Hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê đồng loạt lộ ra vẻ mặt không thể nào tin. Phải, toàn bộ rút lui. Gia nghiệp cũng quan trọng, nhưng bảo vệ thực lực của lòng già, đó mới là quan trọng nhất. Chỉ cần những tinh anh của Long Gia vẫn còn sống, Long Gia sớm muộn gì cũng có thể tái xuất giang hồ. Lời nói của các chủ rất có khí phách, khiến cho hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cơ hồ tìm không được lời nói để phản bác. Vậy thì chúng ta bây giờ phải đi đâu? Rời khỏi thành Bản Long, chúng ta liệu có thể đi nơi nào nữa? Tử Yêu nếu như muốn đối phó với Long Gia, chúng ta bất kể là chạy trốn nơi nào, lão ta đều có biện pháp để tìm được. Long Thiên Tuyệt nói. Vân Khê suy nghĩ một chút, lại đột nhiên nói. Có một địa phương, Tử Yêu có thể tạm thời không đi được. Nơi nào? Vân Khê chân mày khẽ nhíu, dừng lại chốc lát, mới lạnh lùng phun ra 4 chữ. Nội tông của Vân tộc. Hết chương. Hết tập 204. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì tạm thời hẹn gặp lại trong tập 205. Tạm biệt.